Ơi. Lúa bao giờ chín? Bao giờ chín rồi? Bắt đầu chín chưa? Bắt đầu rồi. Em thấy nó phải tầm tháng nữa đúng không? Tháng. Tầm tháng này. Thế là anh ở trong bản này à? Anh trong bản 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 gì? bản nào Bản Nạm à? nào Nạ na Nạ Hám. nào về Nạ Hám à, B. Thế là anh đi đâu đây, mua gì đấy? đi sang động Đi đi làm đồng á hay đi làm đi gì? sang động Thế là đi xe máy là từ đây vào trong đấy thoải mái. thả máy Ô tô có đi được không? đi được hết Thế ở trên này thì đi các ô tô này đi được sang ừ. bên kia đó cái này đi bằng là hắn ở đường bốn Ừ. đi được hết rồi mà À thế à, thế năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? bóng hai 42 á? bóng hai 42 tuổi. vâng. Sinh năm tám sinh sinh năm 82 82 à? tám ba 83 đúng không? 42 tuổi. Đấy. Thế là có cháu chưa? có rồi có con dâu hết rồi Có con dâu rồi có con dâu hết rồi con á? dâu là hai hai con dâu rồi Hai con dâu rồi. Có cháu nội chưa? hả Có cháu nội chưa? có hết rồi Có cả cháu nội rồi. à. Mà năm nay 42 tuổi. Ơi. Thế là anh được mà mấy người con? À, hai đứa con Hai con trai à? hai con trai hết Ai à? Thế là nhà là hai con trai. hai con trai Chứ không làm tí nữa, làm cô con gái có phải vui không? À? không có con gái Không có con gái à? Thế là còn lấy vợ cho con trai à? Trên này có tốn tiền không? có chứ Không tốn tiền. tiền chứ À đấy, anh hút điếu thuốc. Đấy, thế là buổi sáng mọi mọi người đi chợ ở ngoài cái chợ này á. ba Cái chợ ngã ba. anh đi các bạn Có chợ phiên không? Có chợ phiên của có chợ phiên không? chợ phân á Ừ. Chợ phiên bản bản ấy. Đấy. con thứ mùa là nó năm 2 tuổi rồi À. con thứ hai là nó 20 tuổi Con đầu là 22 tuổi. Con thứ hai là 20 tuổi và anh có mùa cháu rồi. mùa thân là nó À. thằng thứ mùa là nó hai đứa con À. thằng thứ hai là một đứa con Thế hai thế bà hai bạn đấy có đi làm công ty hay là ở nhà làm? là công ty đó Có đi làm công ty à? cháu có đi làm hết rồi À, đi cậu làm hết à? hai hai Ừ. miệng bố ở nhà đó Tức là xuống dưới xuôi làm công ty hết đấy. đi lên làng ở gió Làm ở đâu? bên hú Ở đâu? bên hú ở bên hú Hà Nội đấy À Vĩnh Phú. Ở Vĩnh Phúc. và Vĩnh Phúc Phúc, Vĩnh Phúc. À tức là xuống đấy làm Vĩnh Phúc. Còn thế là cháu nhỏ thì gửi ở nhà cho ông bà. À, ông bà đưa chúng nó đi học. Thế là các cháu đi học có mất tiền không? mơ chưa Mất tiền ăn thôi hả? mới chạm rồi Tiền ăn thôi chứ còn tiền kia thì không mất nhỉ. Thế thì anh ở đây thì ngày anh ở đây thì anh có được đi học lớp xóa mù chữ không? đi học hết rồi À, có được học không? học Có hết được học lớp tình thương hay là lớp xóa mù chữ ở đây có không? có chứ Lớp tái mù chữ có không? có À, tức là được học hết đấy à? Như là học xong bây giờ có viết được không? biết rồi Có biết viết một cái đơn không? biết chứ À biết gì? À, thế tốt nhỉ. Đấy. Thế là hàng năm đi học hay là học xong thôi? có một năm là nó có một lần học một năm là có một lần học chứ Một cái thằng già già thì đang học à những người nào biết rồi thôi không học nữa à à? À đấy. Thế mình là học đấy là đến bệnh thì thôi thế ở nhà anh có nuôi nuôi trồng gì không? nó Nuôi con trâu con bò ừ. hay gì không? nuôi hết chưa Cũng nuôi nuôi cũng trong con bò con lợn này cũng cả cũng nuôi hết à? Đấy. À, là ở ở nhà thì chăm các cháu rồi là nuôi tăng gia sản xuất nữa. Cuộc sống bình yên rồi, cảm ơn anh nhá. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều đấy. Ông anh ông ấy 42 tuổi, ông kém tuổi mình ấy mà, nhưng là ông ấy đã có mấy đứa cháu rồi. Đẹp không mọi người, tuyệt vời nói là ông anh 42 tuổi nhưng là ông còn ít tuổi hơn nén, ít tuổi hơn nén nhưng là đã có đầy đủ cháu thôi, con và cháu thôi. Một cái khung cảnh thực sự là tuyệt vời với bồng bềnh ở mây núi tại nơi đây. Và đây chính là xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái. Bồng bềnh mây bay trong buổi sáng đẹp quá. Trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta thì với mỗi một vùng miền đều có những phong cảnh rất đẹp. Và điều này chúng ta rất là tự hào.
Và bây giờ thì tôi sẽ xuống cái khu vực ruộng bậc thang này để thăm thú tại nơi đây. Rất đẹp. Đứng từ bên trên nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang rất là nổi bật. Nếu như mà vào mùa lúa chín thì cực kỳ đẹp luôn. Hiện tại bây giờ thì tôi đến đây thì nó chưa mùa lúa chưa chín. Bên bây giờ tôi sẽ đi xuống đây. Ở dưới đây đã có người dân rồi, đã có người đồng bào ở dưới này rồi thì phải. Tuyệt vời quá. Bây giờ mới là 7 giờ sáng, sương còn chưa tan. Khu vực được chi trả dịch vụ môi trường rừng, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải. Ở đây thì có rừng trúc Púng Luông, điểm tham quan du lịch vùng rừng trúc nữa. Đấy, rất tuyệt vời. Đứng từ đây, mọi góc độ đều đẹp. Tôi sẽ đi xuống dưới con dốc này. Có rất là nhiều cảm xúc trong tôi khi mà đứng trước những cái khung cảnh thiên nhiên của quê hương đất nước của chúng ta. Và đặc biệt đây là xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái. Rất nhiều cảm xúc trong buổi sáng tại miền núi. Những giọt sương long lanh đang đậu trên cành lá. Rất đẹp. Không biết tháng mấy thì ở đây sẽ lúa sẽ chín. Mọi người có thể nhìn thấy công trình đường trường trạm ở đây rất tốt. Đường bê tông được trải rất là dày và rộng như thế này. Ở các cái vùng núi, những cái vùng sâu xa của núi rừng Tây Bắc. Nghe rất là nhiều tiếng chim hót. Cầu nhé, bên kia là cầu nhé. Tôi sẽ quay một cái đoạn ở cái khung cảnh này để quý vị nhìn thấy được về một quê hương của Việt Nam của chúng ta. Đó, tiếng chim thích chưa? Buổi sáng đó. Wow, từ góc độ này anh đẹp. Nếu mà vào mùa lúa chín thì rất đẹp, bởi vì sẽ phủ lên một màu vàng, một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu. Tôi lại nhớ đến ca khúc Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến. Thời chinh chiến đã xa rồi, nay còn đâu. Và bên phía trước màn ảnh quý vị đang được xem đó chính là trường tiểu học bán trú Púng Luông. Đây thì ngôi trường đang được xây thêm bên này này, và bên trong đó có một tấm tranh, bức tranh về chủ quyền biển đảo nhưng không có Hoàng Sa. Nhưng không có Hoàng Sa do họa sĩ Mõm Lông Nguyễn Quang Trường vẽ. Cầu gì đấy? Nà Háng A. Và ngày hôm nay thì chúng tôi ngày 18, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2013.
Chúng tôi đến đây để tham quan nơi đây, cầu Nà Háng A, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải. Mọi người nhìn thấy không? Một em gái người Mông đang đi xuống cầu. Đây là những cái công trình dân sinh nhé, đây những công trình dân sinh tại nơi đây được đầu tư rất là tốt. Mấy hôm nay thì thời tiết bắt đầu mưa rồi, có mưa rồi nên suối cũng đã có nước. Ở đây thì người ta thường làm những cái lều lều như thế này để trông coi nương rẫy. Đấy, công trình đường dân sinh đấy, không biết đây là đi vào bản nào. Đó, còn phía bên này chính là nhà trường này. Trường xây khang trang và đẹp lắm. Bây giờ lại đi leo dốc. Tất cả những cái công trình này đều là do nhà nước làm đầu tư đường trường trạm 19 tiêu chí nông thôn mới, và thậm chí bây giờ thì nông thôn mới kiểu mẫu. Tôi đã quay ở Yên Bái thì khá là nhiều các cái huyện ở Yên Bái rồi, được đầu tư khá là tốt. Trường học, rồi là trạm y tế, rồi là xã, rồi là đường dân sinh như thế này. Đầu tư khá là tốt. Sớm quá không có người dân mấy. Phải vào một cái bản làng nào ở đây để phỏng vấn cuộc sống của người dân nơi đây thì mới thích. Tôi rất thích đi trải nghiệm, đặc biệt đó là đời sống của người dân. Vừa đi ngắm cảnh, vừa đi trải nghiệm. Ở dưới kia thì có một anh đang ở dưới đó, nhưng xa quá, mình không thể đi bộ đến tận đó được. Đây, người ta để các cái con bù nhìn, các cái con bù nhìn ở cái ruộng ruộng lúa. Thích không? Mọi người thấy không? Như này thì những cái địa điểm như thế này thì ở đây phát triển du lịch rất là tốt. Đi chợ đấy à? Chợ à? Đấy, hai vợ chồng đấy. Hai vợ chồng người Mông đấy. Những chiếc váy xòe hoa của người Mông sặc sỡ, sắc màu rất là đẹp. Nên trên này uống bát rượu ngô rất là thích. Ở đây mà làm homestay thì rất là thích. Giới trẻ sẽ đến đây thu hút nhiều. Sẽ thu hút nhiều tới đây. Đi chăn trâu sớm thế. Ừ? Con trai em à? Cháu học lớp mấy rồi? Con học lớp 3 rồi ạ. Úi dồi, con nghè, đây là con nghè nhỉ. Thích quá. Thế là được mấy cháu rồi chị? Ừ. Đấy, sáng ra đã đi chăn trâu, lớp 3 đã đi chăn trâu cho mẹ rồi kìa. Đấy, con học ở trường này hả? Con học ở trường Búng Luông hả? Đấy, học ở trường Búng Luông đấy. Đấy. Thế là nhà ở trong này hả? Thôi em chỗ này anh ạ. À, bản gì? Em hắn tổ chửi đấy anh. Hắn tổ chửi. Thế mà nhìn đây, cầm luôn bật lửa, nếu quên, bạn cầm. Hello, luôn đi. Anh, cầm đi, anh còn ở trên xe. Hả? Anh ở đây. Hả? Anh cho em đi mua. Ra ngoài này mua á? Đấy, thôi cầm luôn đi. Anh cho đi ạ. Ừ. Năm nay lấy vợ chưa? Lấy này, có đá bóng không?
Có. Có đá, anh thích đá bóng lắm. Anh nhìn bắp chân chú anh thích. Này. Con xe này mua bao tiền? Có Con xe vẻ này. à? Của em 14 triệu ấy. 14 triệu thôi gì? Nếu con này đi ở trên này mới sướng nhỉ. Có phải Ủa? nắp xích không? Có phải nắp xích và Không lốp để ạ. đi không? Toàn đường bê tông này đi cần gì phải nắp xích đúng À không? không, mà đường đất thì Đường nó đất thì phải loại này cần. nó trơn rồi, nó loại này nó ma sát rồi. Thế là em lấy vợ chưa? Em lấy rồi anh. Lấy vợ rồi. Có cháu chưa? Một đứa rồi. Quả đầu không đẹp nhỉ. Đấy ngày trước anh để tóc này này, tóc anh Dạ còn vâng. dài, anh để dài búi lên đẹp. À vâng. Nó ở đây có cái chợ phiên nào không? À không ạ. Không có chợ phiên à? Dạ vâng. Tưởng có chợ phiên để ra Ờ chợ phiên chơi. chúng em không có anh. Anh vào đây để anh săn cảnh lúa chín nhưng mà chưa chín. À Anh săn. anh phải lên lên trên đồi kia cơ. Đi 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 trên đồi này. Vâng, trên đồi đấy. Nó gọi là cánh đồng lúa gì? Chỗ đây nó không có tem anh ạ. À không có tên nó Có nhưng tem. lên trên đấy là có. Có anh ạ, trên đấy đẹp lắm, em lên Đẹp trên đấy. đúng không? Đấy, để dẫn khách du lịch lên trên này vùng quê hương của mình thích À nhỉ, đẹp vâng. thật, công nhận. Dạ vâng. Rất là tuyệt vời. Đây vừa gặp ông anh này xong, vừa nói chuyện ông anh này. À vâng. Ừ. Hay quá. Thế là ở nhà em làm gì? Công việc của em làm gì? Em nghề lục tung ạ, em À. hay xuống phố thôi, còn ở nhà thì trồng trọt này nọ. Trồng trọt các thứ đó nữa. Dạ vâng. À, tuyệt vời quá. Rồi, cảm ơn em nhiều nhá. Dạ Đi vâng. đi. Dạ cảm ơn anh. Đấy. Anh em tôi là gặp nhau là xin nhau tí lửa, rất là tình cảm. À, mình tặng bạn ấy cái bật lửa nhưng mà bạn ấy không lấy, bạn ấy ra ngoài kia bạn ấy ra chợ bạn ấy mua. Ở bạn bảo mình lên trên này thì đồi lúa còn đẹp hơn nữa, mình sẽ trải nghiệm ở vùng này. Cả nhà đi đâu đấy? Đi làm gì? Làm Đi ruộng làm ruộng. Em bé mấy tuổi rồi? 5 tháng. 5 tháng à? Vâng. Thế là em bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay em 17. Năm nay 17 à? Vâng. Thế sao cái xe nó không lên được dốc à? Nó bị xích, à trùng xích quá đúng không? Ê. Xích trùng quá. Thế là em bé trai hay gái? Cái. Một Đáng yêu nhỉ? Thế là cả cả vợ chồng đi làm ruộng cái. đấy. À, đáng yêu chưa? Rồi, cảm ơn. Đấy, thích không? À, người dân ở đây người tình cảm á. Người dân ở đồng bào người Mông người ta rất là quý, rất là tình cảm. Đi làm ruộng đấy à? Đi chụp ảnh. Nhà lúa chưa chín. Rất là thích cái khăn. Cái khăn ở trên đầu của các cô gái người Mông. Rất đẹp. Màu sắc đẹp. Không biết ở đây có chợ phiên không? Mình rất thích đi chợ phiên ở các cái vùng bản bản vùng cao như thế này. Đi chợ phiên uống bát rượu ngô. À, xin gửi tới quý vị những cái hình ảnh một cái góc thôi nhé, chỉ là một cái góc của xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trong một buổi sớm bình minh tại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong các chương trình sau.